thêm chút nữa. Bà Liên Anh muốn nói gạo mấy ngày nay rồi, cắn một chút phú ông của nè. Nói năng á phải cẩn thận chứ, ở ai mà mét với ổng á, tôi với chú á chết. Ông trời, đó giờ cái nhà này thấy đúng không? Cô Hân ơi, mọi người đã tới đầy đủ. Được rồi, cảm ơn. Vậy ai cũng có phần mà. Vậy đâu ai có phần hết. Sao đâu? Đâu? Dạ thưa bà con, hôm nay là ngày rằm, bà Liên Anh cho gọi mọi người đến đây là để phát gạo, giúp mọi người qua được khó khăn hiện tại. Bây giờ mọi người có thể nhận gạo rồi, nhưng mà nhớ là phải tuần tự, ai tới trước thì lấy trước. Dạ dạ, để tôi vô trước nha. Cảm ơn. Người tiếp theo. Dạ đây. Dạ cảm ơn. Anh ơi, lấy thêm một bao nữa cho chú đi. Làm vậy đâu có được cô Hân. Anh yên tâm đi, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cảm ơn cô Hân. Dạ đổi ơn bà. Người tiếp theo. Dạ cảm ơn. Nhanh thật. Mới đó mà con Hân đã tròn 18 tuổi. Con bé càng lớn, càng xinh đẹp, lại giỏi giang và thông minh. Mời người kế tiếp. Dạ, đó cũng là nhờ phước của bà. Nếu ngày xưa mà bà không có lòng cho con Hân ăn học thì chứ chắc gì con bé đã được như ngày hôm nay. Mời người kế tiếp. Con bé này có tướng phú quý, ta cho nó ăn học, cốt yếu mong đời nó sau này sẽ được an nhàn. Cảm ơn cô. Dạ. Người tiếp theo. Con cũng mong được như vậy, để con rạ nó yên lòng nhắm mắt. Con xin lỗi vì đã nhắc chuyện không vui. Có những điều không nhắc đến chưa hẳn đã quên được. Mới đó mà đã 6 năm rồi. Đến bây giờ ta vẫn còn say rứt về chuyện của năm xưa. Cho dù có ngày đêm sáng hôn, chưa chắc gì kiếp này ta có thể trả hết nợ cho má con đó. Thưa bà đừng nói như vậy. Những năm qua bà đã luôn đối tốt với con Hân. Con rạ sống khôn thác thiên, chắc nó cũng hiểu được tấm lòng của bà. Dạo này hay trái gió trở trời, ta thấy hình như quậy không được khỏe. Dạ con không sao. Lâu lâu nó cũng vẫn ho như vậy. Còn Hân nó cũng hay pha trà gừng, con uống vào cũng đỡ nhiều rồi. Con bé chu đáo quá. Nói với Huệ cũng giống như má con. Phải chi ta cũng có một đứa con gái như nó. Tiếp theo. Dạ. Con thấy bà xem con Hân như là con của mình. Thấy được bà thương yêu như vậy, con cũng vui lây. Huệ à, bây giờ con Hân cũng đã lớn, còn Huệ sức khỏe không được như xưa nữa. Ta tính giao lại công việc quán xuyến nhà cửa cho nó, để Huệ đỡ phần nào công việc mà nghỉ ngơi. Bà tính sao thì con nghe vậy. Con Hân nó sống với con từ nhỏ, nên việc quản lý, tính toán sổ sách nó đều thành thạo hết. Được như vậy thì quá tốt rồi. Ta muốn con bé sẽ trở thành quản gia của cái nhà này. Có như vậy mới có thể bù đắp được cho nó. Dạ thưa bà, đã phát hết gạo cho mọi người rồi. À, con giỏi lắm. Dạ, con cũng chuẩn bị gạo để bà mang lên chùa cúng dường. Khi nào bà đi, con sẽ nhờ mấy anh vác lên xe. À, con chu toàn mọi việc trong nhà như vậy, ta vui lắm. Dạo này ông không được khỏe, ta cũng không có nhiều thời gian để coi sóc việc nhà. Ta chỉ cố làm được nhiều điều thiện và thành tâm cầu nguyện mong cho ông mau khỏi bệnh mà thôi. Bà đừng có nói vậy, đó là việc con phải làm mà. Với lại gần đây vú hay bị ho khan, cho nên con muốn đỡ đần cho vú, không phải lo nghĩ nhiều. Đúng là ta đã không nhìn lầm người. Ta cũng vừa nói với dì Huệ là sẽ giao lại công việc quán xuyến trong nhà, tính toán sổ sách chi tiêu lại cho con. Không biết ý của con như thế nào. Dạ, bà giao việc thì con nhận, chứ con không dám cãi. Con đừng nói như vậy, ta không muốn ép con. Vậy ý của vú ra sao? Dù sao đây cũng là công việc của vú bao nhiêu năm qua mà. Bà giao cho con, tức là bà tin tưởng con. Con nhận để cho bà an tâm. Bà với vú nói vậy thì con xin nhận. Con cảm ơn bà. Ta phải cảm ơn con mới đúng.
canh xong rồi hả chị? Ừ, em nếm lại coi. Ờ, chị thấy dạo này ông khó ăn quá à. Món cá này chị nêm hơi mặn, lần sau chị làm lạt lại một chút để ông dễ ăn nha. À, tại chị thấy thường ngày ông ăn mặn mà bây giờ nấu lạt chị sợ. Chị cứ làm theo lời em đi, không có sao đâu. Hân à, cậu đã đưa thầy Lan về rồi, ông ấy đang chờ trên nhà trên á. Cảm ơn cậu. Chị hãy đợi một chút để thầy khám cho ông xong rồi hãy mang lên. Dạ. Xin cậu theo con lấy thuốc cho ông luôn. Con nhỏ này á, chịu thương chịu khó, bây giờ việc nhà từ trên xuống dưới một tay nó quán xuyến hết trơn luôn á. Chị nói đúng đó, chưa có thấy ai mà được như vậy, vừa xinh đẹp giỏi giang mà còn lễ độ nữa. Nhớ hồi xưa ông bức chết má nó, vậy mà nó vẫn một lòng phụng sự cho ông bà. Là con Hân á, chứ gặp người khác hả, nó lợi dụng lúc này á, ông bệnh á, là nó trả thù ngay đó. Dạ mời thầy. Con mời thầy. Mình à, thưa thầy, xin thầy giúp cho. Mạch đập của ông không đều, khí huyết không thông. Có phải dạo này ông hay bị mất ngủ và ăn uống không đều đặn? Dạ, mấy hôm nay ông hay bị mất ngủ, biến ăn, chóng mặt. Thỉnh thoảng ông cũng hay bị chuột rút nữa. Cho tôi hỏi, có phải ông từng gặp phải chuyện nào đó ám ảnh đáng sợ phải không? Ý của thầy là sao? Tôi vẫn chưa hiểu. Theo suy đoán của tôi, ông bị suy nhược do suy yếu sinh lý. Cũng như ông sợ hãi chuyện gì đó quá lâu, dẫn đến mất ngủ hay bị chuột rút. Liệu có cách nào chữa trị không thầy? Cứ kề loại thuốc tốt nhất, miễn chữa được hết bệnh, bao nhiêu tiền cũng được. Xin ông cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Đây, cô cứ đi bốc thuốc theo đơn này, một ngày sắc cho ông uống 3 cữ, uống liên tục trong vòng 7 ngày. Dạ. Trước mắt thì phải đợi hết cữ thuốc này mới biết được là lành hay dữ. Điều quan trọng nhất là ông phải ăn uống cho điều độ và nghỉ dưỡng cho lại sức, tuyệt đối không được lo nghĩ và nổi giận, ảnh hưởng đến lưu thông khí huyết. Dạ. Bây giờ tôi xin cáo từ. Dạ, cảm ơn thầy. Hân à, con tiễn thầy về nha. Dạ. Mời thầy. Dạ thưa thầy, bệnh của ông như vậy có cần phải kiêng cử gì hay không để con dặn dò mọi người biết à? Cũng không cần phải kiêng cử cái gì. Như ta đã nói, phải tránh cho ông bị xúc động. Vậy con biết có loại thuốc bổ nào giúp ông lưu thông khí huyết không thầy? À, con có nghe nói lạc tiên không những chữa được bệnh mất ngủ mà còn chữa được chứng dễ bị kích thích, lo sợ nữa đó. Nghe cô nói hình như cô cũng am hiểu về dược liệu. Dạ, con có đọc sách cho nên là biết được chút ít thôi thưa thầy. Tuổi trẻ mà ham học hỏi thì còn gì bằng. Dạ, thầy quá khen con rồi. Con cũng chỉ muốn hiểu biết thêm để tiện chăm sóc cho ông thôi. Cô chỉ là một người ở mà có tâm với chủ, rất hiếm có. Còn cây lạc tiên rất tốt cho chứng mất ngủ, rối loạn thần kinh. Cô cho ông uống kèm với lá dong, lá dâu và tâm sen sẽ rất có hiệu quả. Những thuốc thầy kê trong này con cũng có trồng một số nữa đó. Dạ, con biết là thầy có phiền chỉ cho con bào chế những thuốc này hay không để con chăm sóc ông tốt hơn. Được thôi. Dạ, con cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ, thầy ơi, khi nào con có thể học được? Bất cứ lúc nào,
cô đi ngang qua chỗ tôi thì cứ ghé vào, tôi sẽ cho cô mượn vài cuốn sách. Thôi tôi về đây, cô không cần phải tiễn nữa. Dạ, con mời thầy. Hơn, dạ bà có việc gì cứ cho người ra gọi, giờ này ra đây rất dễ bị cảm nắng thưa bà. Hôm nay là ngày rằm, ta mang trái cây tới cúng má con. Thay mặt má rạ, con xin cảm ơn bà. Thật tình ta vẫn ước có được một đứa con gái như con. Xin bà đừng nói như vậy. Con chỉ là phần tôi tới trong nhà, làm sao mà có phúc phần làm con gái của bà được. Từ lâu ta đã xem con như con của mình. Ta cũng mong má con ở trên trời sẽ bỏ qua lỗi lầm ngày xưa. Thưa bà, việc của bà đang làm là việc tốt, nhưng mà người chết có bỏ qua được hay không thì chưa biết được. Hân à, ta mong con hiểu, đó là chuyện không ai mong muốn. Suốt bao năm qua ta luôn muốn được bù đắp cho con. Ta không mong con sống trong hận thù. Con rất là hiểu tấm lòng của bà, nhưng con xin bà đừng có nhắc tới chuyện của má con. Hãy để má con được yên nghỉ. Ta xin lỗi. Dạ thưa bà, con không dám. Hân à, ta có chuyện này muốn nhờ con. Có chuyện gì xin bà cứ sai bảo. Chỉ là ta hy vọng ngoài việc tiếp quản việc làm sổ sách của dì Huệ, con có thể phụ giúp coi sắp thêm việc làm ăn của gia đình ta. Trước giờ chỉ biết phụ giúp dưới bếp, quá lắm là giúp dì Huệ làm sổ sách. Bà ơi, việc này quá sức với con thưa bà. Là do con khiêm tốn mà thôi. Hân à, chỉ có giao cho con quán xuyến ta mới có thể an tâm được. Nhưng mà liệu ông có đồng ý cho con? Việc đó thì con cứ yên tâm đi, ta sẽ lo liệu. Dạ, nếu bà đã quyết như vậy rồi, con không dám từ chối nữa. Cảm ơn con. Lúc đến đây, ta thấy con đang tưới cây. Chẳng phải việc làm vườn là công việc của chú Trung hay sao? Dạ đúng thưa bà. Nhưng cái vườn nhỏ này và những cây thuốc nam đó là do chính tay con trồng. Ủa, con cũng biết về cây thuốc nữa sao? Dạ, con cũng xem qua rồi tìm về trồng thưa bà. Biết được công dụng của chúng để tiện chăm sóc cho ông. À, đây là cây gì vậy con? Cây này là cây tam thất, trị chứng nhức đầu và thấp khớp thưa bà. Con thật sự làm ta bất ngờ đó. Dạ thưa bà, con cũng rất là bất ngờ, vì ngoài những cây chữa bệnh còn có những cây hoa độc nữa. Cây hoa độc. Dạ, bà xem nè. Đây là cây trúc đào, loài hoa mà lúc còn sống má con thích lắm. Ra là vậy. Hèn chi ta thấy chúng rất là đẹp. Bề ngoài là vậy, nhưng nó là loại cây độc. Mũ của nó có thể gây mù mắt, sưng lưỡi, sưng họng. Sao con trồng chi nhiều cây hoa độc quá vậy? Theo con thì hoa độc mới có cái thú vị chứ bà.
Với lại người ta có câu lấy độc trị độc. Con có những sở thích thật độc đáo. Vì con thấy hoa của những cây này đẹp cho nên con trồng cho má con ngắm thôi bà. Chứ thật ra con vẫn tìm tòi cây thuốc chữa bệnh là chính thôi bà. Sở thích của con ta không cấm cản, nhưng mà con phải cẩn thận với những cây hoa độc. Thôi ta vào xem ông như thế nào, không phiền con nữa. Dạ. Dạ con chào thầy. Cô ngồi đi. Đây là lá cây thuyền trưởng già. Dạ. Dạ thưa ông, con vừa sắc thuốc xong, ông uống cho nóng. Còn nóng lắm. Con à, hãy đợi cho thuốc bớt nóng, rạng cho ông uống nghe chưa. Dạ không được đâu vú, như vậy sẽ giảm công hiệu của thuốc đó. Mình à, mình ráng uống đi cho mau hết bệnh nha. Ủa, sao chén thuốc này nồng quá, không giống những lần trước ông uống. Dạ đúng, thuốc này do chính tay con bào chế. Con học được từ những loại thuốc do thầy Lan chỉ dạy. Dạ thuốc này rất tốt cho sức khỏe của ông thưa bà. Liệu có được không vậy con? Vú yên tâm, đây chính là thang thuốc của thầy, con chỉ là người sắc mà thôi. Bà để con. Thuốc này hơi nồng, con sợ là bà chịu không được. Ông ơi, ông ráng uống cho mau khỏi bệnh nha. Dòng sông ấy ấp ôm mối tình ngang trái. Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa, cũng không thể nào ngăn cản anh đến với em đâu. Không bao giờ chỉ chấp nhận cho nó cưới đứa con gái nạ dòng đó. Nếu không nhờ có ba má con Hiền á, thì mẹ đã chết từ lúc còn trong bụng kìa. Đồ vong ân bội nghĩa.
đứt đoạn chữ tình, dẹp tròn câu nghĩa ân. Để kẻ khóc thầm, người đơn côi gối chiếc. Tất cả mọi bất hạnh của con Hiền đều do người đàn bà đó. Nó phải đền tội, phải trả giá. Hạnh phúc còn chăng khi thuyền tình mãi neo chặt trên dòng nhấn. Đông đầy cảm xúc với Dân Trang, Hoàng Anh, Thanh Hiền, bộ phim truyện Việt Nam Dòng Nhớ.